Xin chào tất cả các bác ạ, chào mừng các bác đã trở lại với kênh Việt Anh Vinh Tai Vinh Quyết. Trước tiên thì rất cảm ơn các bác đã quan tâm tới em và ủng hộ em suốt thời gian qua. Các bác nào mà chưa kênh của em thì các bác ấn nút đăng ký màu đỏ bên góc phải mình bên dưới của video. Và các bác ấn nút biểu tượng quả chuông vì mỗi khi em lên video thì các bác sẽ được cập nhật video mới nhất và nhanh nhất thường xuyên của em. Và đó là những cái giá trị em muốn nói với các bác là như thế. Để tránh mất thời gian em vào phim ngày hôm nay, phim ngày hôm nay thì em có một cây kính đó là ni lo đòn gánh của Pháp xưa, được sản xuất vào giai đoạn 1950-1960. Và những giai đoạn này là rất thịnh hành của ni lo cũng như là amor. Trước tiên sẽ đi tổng quan bên ngoài trước và sau đó sẽ đi chi tiết bên trong. Bác nào ở Hà Nội có thể qua địa chỉ nhà em ở ngõ là 390 đường Trường Chinh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Các bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm, em sẽ gửi bằng các phương tiện là như là bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa, phương tiện gì mà nhanh nhất, hợp tình hợp lý hợp phí là em gửi phương tiện đó. Thời gian gửi là sẽ 1 đến 2 ngày đến nơi, chậm nhất là 3-4 ngày tùy theo là cái bão lũ thiên tai dịch bệnh thì nó sẽ lâu hơn một chút. Vâng. Càng bên phải nó có một cái chuyện vương. Đó là logo hãng từ ngày xưa. Càng bên trái này cũng thế. Cầu giữa thì nó có chữ ni lo và hai cái chuyện vuông hai bên. Đó là logo hãng từ ngày xưa. Đây là dòng nylon đòn gánh nhé, bọc vàng ở Pháp nhé. Và size 52, kính còn rất là mới rất đẹp. Những cái dòng mắt này thì các bác có thể mua về để đeo mắt thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị đều được hết, tùy sở thích. Hoặc một số bác thích mắt trà nhạt hay trà đậm thì mình bỏ mắt màu xanh nhạt ở đi. Mắt xanh nhạt này thì lợi thế là đi được các bạn thời tiết mùa thu mùa đông này thì rất là hay, bởi vì rất là mát cũng dịu, cũng như thứ hai nữa là nó dễ nhìn, thứ ba là có thể đi được cả buổi tối nữa. Đấy, buổi tối đây là đi mình đi theo cái kèm theo phải ánh đèn điện, chứ không phải là tối mịt mà không có ánh đèn điện đâu. Đấy, trước khi em có muốn lên video quay ngang quay dọc ngoái cổ lắc đầu để các bác biết được rằng là vẻ đẹp của cái kính nó như thế nào và ra làm sao. Mọi thông tin, thông số, kỹ thuật và mô tả chi tiết lại bên dưới video có ghi rõ về địa chỉ nhà, số điện thoại, số điện thoại Zalo cũng như giá cả rất là rõ ràng. Vâng nha. Vâng, vấn đề là nói về giá cây này thì cây này nó có giá là 3.950.000 chuẩn giá 3.950.000 cho một kính ni lo đòn gánh của Pháp sản xuất giai đoạn 1950. Sản phẩm bán ra là bao check bao test toàn cầu trên toàn lãnh thổ, các bạn yên tâm về giá cả và chất lượng sản phẩm. Mọi thông tin thông số rất là rõ ràng đấy. Thế còn là cũng còn qua đây thì có một số giải đáp thắc mắc của một số anh em là bảo là tôi thấy ở bên shop kia họ bán kính amor mà bọc vàng vàng đúc mà cái bản nó to hơn đây nhá, cái bản này này thì bảo là bản to hơn của anh mà ta bán nó 4.1, 4.2 thậm chí là 3.4, đúng không ạ? Vâng, thì các bác cứ mua thử đi để cảm nhận. Của rẻ là có ôi, của đời nội không ngon. Em chỉ nói đơn giản đấy thôi. Bởi vì là những cái amor mà nó vàng đúc ấy nó phải trên 25 triệu nhá. Mà màu vàng ấy thì nó màu còn đẹp hơn màu này cơ. Đây là màu vàng của bọc vàng 12K thôi. Còn cái người kia họ bảo là
bán đây là con kính này cổ lắm, cổ ơi là cổ, trong dòng rất cổ, mà bọc vàng lúc thì bọc vàng lúc thì vàng đúc, mà có giá 4 triệu 2 mới cả là 3 triệu 4 thì phải xem xét lại. À, đấy là đang có một số anh em vẫn đang thắc mắc vấn đề về từ nọ mai em nhận được nhiều cuộc điện thoại, nên ra là thì em bảo hôm nay em sẽ lên một cái video để em có video về kính Amore, em sẽ giải thích và phân tích luôn cũng như là cách phân biệt như thế nào hàng giả hàng thật thế nào rõ ràng luôn đấy nhá, chứ còn không có giá đó đâu, vì thật sự những con Amore mà cầu to cầu béo nó đã 7 đồng 10 đồng rưỡi rồi, mà đấy là chỉ là một vòng 12k thôi, còn 14k nó sẽ đắt hơn rất nhiều, chứ nói thì đến vòng đúc thì nó là đắt càng đắt nữa. Những cái dòng mắt này thì kính này này thì mình sẽ thay bằng cái mắt cận thị lão thị viễn thị cho nó rẻ về lấy hợp tình hợp lý, chứ nhiều bác này có hơi chút chút cầu kỳ, đúng là sở thích từng người thôi, thì hay mua những kính như là Cartier hay Dunhill. Đấy là cái quan điểm của em nhé, Cartier Dunhill là mua là bọc vàng vàng đúc thì giá toàn 20, 25, 30 triệu, thì là thậm chí những con vàng đúc của cái dòng kính đó thì rất là đắt, 50, 60 triệu thì nó hơi lãng phí. Đấy là cái quan điểm của em, cũng như quan điểm của một số anh em cũng đến nhà em chia sẻ đấy, cũng em có một số anh ở Bắc Ninh hay là Hưng Yên thỉnh thoảng cũng hay sang nhà em chơi và giao lưu đồ cổ đồ xưa, thì có cái ngồi anh em ngồi chia sẻ với nhau thì anh có nói là mua cái kính Cartier hay là Dunhill mà là bọc vàng vàng đúc toàn 20-30 triệu, thậm chí con 40-50, 60-70, 80 triệu mà chỉ được cái bộ gọng, bỏ cái mắt đi thay bằng cái mắt là cận thị lão thị viễn thị thì nó cũng như thế này thôi, thì bỏ mắt đi nó hơn nhau, là cái kính Cartier thì nó cái bộ gọng nó mảnh mai hơn thôi, thế thôi, đun hưu đấy thôi. Đấy thì đấy là quan điểm của em thì nó hơi lãng phí. Mình đã đeo cái mắt cận thị lão thị viễn thị là chủ yếu là ngồi để làm việc, đọc sách, đọc báo, thì chỉ cần những cái bộ gọng đẹp như kính này thôi, có giá 3 triệu 910 thay bằng cái mắt cận thị lão thị theo cái chỉ số mắt của các bác, là nó vừa túi tiền và mình vẫn có thể chơi được những cái kính khác đó. Và nếu không thích thì mình lại giữ nguyên cái mắt xanh lại để mùa hè lắp vào đeo, hay mùa thu mùa đông cũng thế, nó rất là thuận tiện mà nó hợp với túi tiền. Giá của cái này có chỉ 3 triệu 150 nghìn. Đây là cái góc độ chia sẻ và những quan điểm, góc độ chia sẻ của em với một số anh em thẳng đến qua anh em, cũng như là quan điểm của em là như thế. Vâng, chứ bây giờ nhiều bác, nếu những bác nào có kinh tế điều kiện thì chơi con đấy cũng được, vì nó bọc vàng của Cartier hay là Dunhill, hay là vàng đúc của Cartier hay là vàng đúc của Dunhill thì bao giờ nó cũng rất là đắt. Đấy, nó cũng 15-20 triệu của cho những cái dòng bọc vàng, còn vàng đúc thì nó cho khoảng 4-50 triệu, thậm chí là 60-70 triệu 80 triệu 90 triệu, là tùy theo cái con vàng đúc đấy là 14k hay là 18k, và tùy theo đó là cái đời năm nào. Nhưng năm đời xưa thì là tốt nhất, bởi vì xưa họ làm thủ công, nó có cái chi tiết nó tỉ mỉ hơn so với những cái con vàng đúc thời nay, là khoảng giai đoạn khoảng 2006-07 về đây ấy, thì là cái chất liệu vàng đúc làm ấy, thì nó mang cái chất công nghiệp nhiều hơn, nên nó pha chế nhiều hơn. Nếu mà là bọc vàng đúc của những thập niên 70-80 thì là ok nhất, chứ còn thập niên mà khoảng 2000 rồi về đây thì là nó chất lượng nó cũng có tạm tạm thôi. Đấy là theo cái cách suy nghĩ, các quan điểm của em cũng như là góc độ chia sẻ, vì những cái đồ đấy em đã trải qua rồi nên là biết được, và có một số anh em cũng đã chơi qua cho nên nắm rất là rõ. Về hình thức mua bán thì là em mở cửa hàng từ 7 giờ sáng đến 11 giờ đêm tất cả các ngày trong tuần, không nghỉ ngày nào, kể cả ngày